Chương trình văn hóa nhân bản là Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp Hòa Thượng Thích Trơn Thành thuộc viện chủ chùa Liên Hoa thuộc thành phố Lăng Cô bên huyện. Hòa Thượng cho biết cái cảm nghĩ của Hòa Thượng khi mà đến đây để tham dự cùng với đồng bào trong cái cuộc mà biểu tình chống Tập Cận Bình, thì xin Hòa Thượng cho biết ý nghĩa của Hòa Thượng. Cũng như là cố gắng giữ kiềm chế và cố gắng giữ bình tĩnh, không có nóng nảy. Tất cả những chuyện gì thường xuyên báo cáo cho ban tổ chức, đây là điều rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta để hô hoan chỉ một phút thôi thì tất cả những cái sự của chúng ta là một vị tu hành thì Hòa Thượng có bao giờ cầu nguyện cho ông Tập Cận Bình để ông ấy thay đổi đường lối của ông ấy để mà tôn trọng cái nhân quyền cũng như là tôn trọng các cái luật lệ của quốc tế hay không? Ví dụ phóng tất cả mọi người nhà tu rồi tôi còn muốn phóng có một công nhân đứng được. Vâng ạ. Dạ thưa, chúng tôi cũng được biết rằng Hòa Thượng cũng đã ủng hộ cho ban tổ chức một chiếc xe bus. Vậy thì xin Hòa Thượng cho biết cái vấn đề đó. Thì tôi sẵn sàng. Vâng. Bởi vì để đóng góp một phần nào, một phần rất nhỏ thì tôi thấy đồng hồ hiện diện ở đây bên tay trái của chúng tôi đó. Tối nay Hòa Thượng có ở trên đó. Và nhà thưa Hòa Thượng có ở trong cái đoàn tuyệt tuyệt thực hay không? Vào cái hướng trước mặt của chúng ta mà con người này trong công tác nữa. Vâng, thì cảm ơn Hòa Thượng đã cho biết được cái cảm nghĩ của Hòa Thượng. Đồng bào chúng ta đứng để chuẩn bị cuộc vô tình ở thăm đâu. Và phía sau lưng chúng tôi là dành cho giới truyền thông báo chí và các cơ quan ngôn luận, các vị dân cử. Một lần nữa tôi nhắc lại quý vị như vậy. Và cái xe số 1 bên đây chưa có đủ. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lào Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp một số các đại diện dân cử của khu Lý Tư Sài Gòn, gồm có thị trưởng Tạ Đức Chí và anh Võ Minh thuộc Fountain Valley, phó thị trưởng. Vậy thì trước tiên xin hỏi thị trưởng Tạ Đức Chí là ông có cảm nghĩ như thế nào khi mà ông đến tham dự cái cuộc biểu tình này và với đông đồng hương như thế này thì ông có ý nghĩ như thế nào? Tôi rất vui và hãnh diện thấy được cái khí thế của đồng hương của chúng ta tại miền Nam California rất là cao. Chúng ta đã thể hiện được cái lập trường chống lại những cái hành động xâm lấn, xâm lược của nhà cầm quyền cộng sản quân cộng và biểu đạo tại Việt Nam. Chúng ta rất là vui và hãnh diện được cùng với hàng trăm hàng ngàn đồng hương mặt tại đây thể hiện cái chúng tôi trở lại với phó thị trưởng thành phố Tân Valley Michael Võ, tức là ông Võ Đức Minh. Vậy thì xin ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông như thế nào khi mà ông đến tham gia cái cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình. Cảm ơn chú. Cái sự hung hãn của Trung Cộng ngày hôm nay không phải chỉ muốn xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, nhưng mà nó đã đưa ra cái đường vẽ lưỡi bò để chiếm tất cả các lãnh hải của vùng Đông Nam Á Châu. Đó là một cái sự xâm lăng trắng trợn và ngày hôm nay chúng tôi rất là xúc động để nhìn thấy khí thế của cộng đồng Việt Nam tại đây. Tôi nhìn chung quanh thì thấy có lẽ lên đến cả nghìn người và được biết là một phái đoàn khác cũng đã xuất phát với một số lượng người tương tự như vậy và cùng với nhau mọi người sẽ đến Palm Springs để phản đối sự có mặt của Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Obama. Nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta nói cho thế giới và các cơ quan báo chí truyền thông của thế giới hiểu cái sự hung hãn của Tàu Cộng như thế nào với những quốc gia láng giềng, và quan trọng hơn là những cái chuyện chúng ta làm ngày hôm nay là để cho nhân dân trong nước, người dân trong nước hiểu rằng chúng ta vẫn có những cái hoài bão trong đất nước Việt Nam lúc nào sớm ra độc lập tự do và dân chủ nhân quyền. Cảm ơn.
xin cảm ơn anh Vũ Đức Minh. Vậy xin anh chỉ có thể cho biết rằng thì là trong tư cách là một là đại diện dân cử của dòng chính Hoa Kỳ, vậy thì trong tư cách đó anh muốn đề nghị với Tổng thống Obama những điều gì trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh với đại diện của Trung Cộng? Trong tư cách là một thị trưởng tại một thành phố mà có đông cư dân người Việt cư ngụ, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng Tổng thống Obama sẽ hiểu được nguyện vọng của cộng đồng Việt của chúng ta và hiểu được là hiện tại của Mỹ tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Mỹ không thể để cho Trung Cộng bành trướng thế lực, cái vấn đề giao thương, vấn đề ảnh hưởng chính trị và những cái vấn đề sẽ làm xáo trộn và căng thẳng trong vùng. Chúng tôi rất là hy vọng Tổng thống Obama sẽ có những đường lối thích hợp để đưa đường lối ngoại giao của Mỹ có một đường lối cứng rắn hơn trước sự bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng. Vâng, xin cảm ơn anh Tạ Đức Chí. Xin anh Minh có thể cho biết rằng thì là với cái việc mà để bảo vệ cái quyền lợi của nước Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á và trong cái vấn đề mà cái quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ ở vùng Á Châu Thái Bình Dương thì anh có cái đề nghị như thế nào với Tổng thống Obama? Cảm ơn chú. Thật ra thì đến ngày hôm nay Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đã có những cái thống kê rất là rõ ràng để cho Tòa đốc biết rằng sự xâm lấn của Trung Cộng tại miền vùng Đông Nam Á Châu, nhất là vấn đề lãnh hải, sẽ gây ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái cán cân nghiêng ngửa và quyền lợi của Hoa Kỳ sẽ bị thất thoát rất là nhiều. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra những cái nhận định mà mình cảm thấy như vậy và trình bày lên các giới chức lãnh đạo, nhất là Tòa đốc, để họ hiểu là vì quyền lợi chung của đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi là một người Mỹ gốc Việt Nam và hàng trăm ngàn người Việt Nam sinh sống ở đây đang có quốc tịch Mỹ, thì cái sự tranh đấu của chúng ta không phải riêng cho đất nước Việt Nam mà là vì cho quyền lợi đất gia Hoa Kỳ. Vâng, xin cảm ơn anh Minh. Bây giờ trở lại với anh Hà Đức Chí, thì anh có thể cho biết về vấn đề quan trọng nhất bây giờ của Hoa Kỳ của chúng ta là vấn đề an ninh và quốc phòng, mà trong khi Trung Cộng là ăn cắp những cái vấn đề mà gọi là bí mật quốc phòng, thì anh nghĩ sao về vấn đề đó? Đây là cái điều mà cả Bộ Ngoại giao và chính quyền mà đang có quan tâm. Chắc chắn rằng trong những ngày tới, bên phía Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ đưa ra những đường lối thích hợp để có thể trong những cái cuộc thương lượng này sẽ thẳng thắn sự vi phạm của Trung Cộng về cái xâm nhập vô những cái cơ quan của Mỹ. Thành ra hy vọng rằng Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ có những đường lối cứng rắn hơn, những đường lối chế tài hơn. Chúng ta cũng thấy được trong thời gian vừa qua thì ít nhiều gì Mỹ cũng thể hiện được cái đường lối cứng rắn hơn trong quá khứ bằng cách là đưa những tiền thủy đỉnh đã có mặt tại Biển Đông và đưa và cũng vẫn giữ cái quân số của Mỹ tại những nước láng giềng trong vùng như là Nhật Bản hay là Thái Lan hay là Nam Hàn, một số những đồng minh của Mỹ, thân cận của Mỹ, và với cái sự hiện diện của binh lính Mỹ tại một số nước trong vùng Á Châu Thái Bình Dương sẽ là một lời nhắn gửi rất là trực tiếp đối với nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng và đối với cái chủ trương xâm lấn biển hải của Trung Cộng tại Biển Đông. Vâng, xin cảm ơn thị trưởng. Ông phó thị trưởng Mai Cổ Võ có thể cho biết rằng theo cái nhận xét của ông là một đại diện dân cử trong dòng chính của Hoa Kỳ, thì ông nghĩ rằng cái chính sách của Tổng thống Obama đã đủ cứng rắn đối với Trung Cộng hay chưa, hay là cần phải được đẩy mạnh hơn nữa? Chắc chắn là chưa đủ, thưa với chú cùng với quý khán giả.
trong những thông cáo trong những ngày gần đây thì hầu hết tất cả các hệ thống điện toán của tòa bạch ốc của bộ quốc phòng Mỹ đang bị tin tặc tấn công hàng ngày, và những cái tin tặc tấn công đó không phải là những người Trung Quốc mà thôi, mà là do sự chỉ đạo của quân đội Trung Cộng. Thành ra đó là một cái sự chiến tranh mà Trung Cộng đã không những gây chiến với đất nước này, đất nước Hoa Kỳ, mà là một cái sự gây chiến đối với rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Thì cái sự hung hãn của họ là một cái chuyện hiển nhiên, và trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay phải nói lên cho thế giới hiểu được cái điều đó. Rồi xin cảm ơn thị trưởng Đặng Đức Chí và phó thị trưởng Minh Võ. Quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Đặc biệt. Hôm nay chúng tôi gặp chị Trần Thanh Hiền, là một trong những người ở trong ban tổ chức về cái cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình tới miền Nam California. Vậy thì trước cái khí thế mà tham gia của đồng bào như thế này thì chị có cái cảm nghĩ như thế nào? Vâng, thì thưa anh cũng như là thưa quý khán thính giả của chương trình Văn hóa Đặc biệt. Vâng. Tôi rất là một trong những người trong ban tổ chức, chúng tôi rất là vui mừng khi thấy đồng bào đã hưởng ứng cái lời kêu gọi của ban tổ chức chúng tôi để đến đây trong cái khí thế như quý vị đã nhìn thấy đó. Bởi vì đây là một cái dịp chúng tôi thấy như ngàn năm một thủ, chúng ta gặp được những hai vị phải nói rằng là lãnh đạo hai cái siêu cường thế giới mà gặp nhau. Hơn nữa chúng ta cũng muốn chuyển đến cho ông Obama cũng như là nhất là ông Tập Cận Bình những cái tâm tư nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, nhất là với ông Tập Cận Bình là lãnh đạo của Trung Cộng, một cái quốc gia mà đang xâm lăng Việt Nam. Thành ra chúng tôi muốn đến thật đông để cho thế giới lắng nghe tiếng nói của người Việt Nam, nhất là người Việt Nam hải ngoại, để giúp cho người ở trong nước, bởi vì họ có miệng nhưng mà không được nói. Như quý vị đã thấy trong ngày vừa qua, họ chỉ có vì lòng yêu nước đứng lên để mà chống lại tàu cộng thì họ đã bị bắt, như quý vị đã thấy. Thành ra nếu chúng ta ở hải ngoại mà chúng ta có tiếng nói, có phương tiện mà chúng ta không làm thì ai sẽ làm cho chúng ta? Dạ thưa chị, cho biết rằng thì là qua cái những cái tổng kết của ban tổ chức vào cái giờ này thì ở đây sẽ xuất phát có bao nhiêu xe và cái số người ghi danh là bao nhiêu? Dạ thưa anh cũng như thưa quý vị rằng là cái số người ghi danh thì cũng lên tới 500-700 người rồi, mà hiện giờ đồng bào đang từ từ kiếm chỗ để đậu xe, vì ở cái khu này đậu xe rất là khó, và chúng tôi có được khoảng 13 xe bus, có chắc chắn trong tay 13 xe bus rồi, và chúng tôi còn đang vận động những cái xe riêng đó, những cái xe xe nhỏ đó mà chuyên chở đồng bào từ đây nó mới đủ. Vâng, xin chào mừng chị trở về. Yeah.
cho mình, còn cho thức ăn qua cái lối vàng của mình. Thì ra là tôi đã chưa muốn được ra là mình đã được thành công ra của mình. Oh,
thưa mời ông Phan Kỳ Như với tư cách là trưởng ban tổ chức của buổi tối nay có đây là tiền lễ là toàn thể quý vị dân cử, quý vị lãnh đạo trung đoàn các tôn giáo cũng như tất cả các hội đoàn toàn thể, đặc biệt là quý đồng hương các bạn ngày hôm nay, xin mời ông Phan Kỳ Như. Cảm ơn đồng hương có mặt ngày hôm nay. Điều quan tâm là lưu ý các trưởng xa mỗi người đồng hương của chúng ta bắt buộc phải có chai nước vì thời tiết trên đó hiện tại báo cáo về rất nóng. Chúng ta nên thử để tất cả những vị có mặt ở đây nên cố gắng thử luôn đó, tiếng mát vân vân vì ở trên đó báo cáo là rất nóng. Chúng ta cố gắng cuộc chiến nào cũng vất vả hết á, biểu tình cũng là cuộc chiến, đây là cuộc biểu tình này là có tính cách quốc tế, đưa tiếng nói của nhân dân Việt Nam trong nước và đưa nguyện vọng của người Việt ở hải ngoại cho cả thế giới thấy Trung Cộng đang xâm lăng dân nước Việt Nam chúng ta. Thành ra chúng ta chấp nhận có sự gian khổ và hy sinh. Xin đồng hương cố gắng. Và tôi chỉ yêu cầu một điều, nếu có lực lượng đối kháng của thành phần yểm trợ Trung Cộng của người ta ở trên Hoa Kỳ thì chúng ta hãy bình tĩnh. Và kể cả những thành phần như học sinh, nếu mà các cháu đó có xuất hiện những lá cờ đỏ, chúng ta cũng bình tĩnh để cho ban trật tự giải quyết với chính quyền cảnh sát. Đồng hương đừng có thái độ gì mà quá thích, chúng ta cố gắng. Trời nóng, dễ nóng lắm, trời đã nóng rồi mà những hành động nóng tạo nên những ngọn lửa bùng phát, nó đi đến cái kết quả không tốt. Chúng tôi rất cảm ơn đồng hương và tôn trọng, xin tất cả chúng ta chấp nhận sự hy sinh này từ già tới trẻ, những người đã có mặt ở đây. Và xin cảm ơn đồng hương. Chúng tôi xin lưu ý là các trưởng xa, khi nào chúng ta có cái lệnh mà gọi là di chuyển thì chúng ta mới đưa người lên xa. Chúng ta sẽ phần chấm dứt cơ sở bắt trước cùng chúng ta có cái lệnh di chuyển. Thì chúng tôi xin mời chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón thị trưởng tài chính chính, thị trưởng thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất hãnh diện được có mặt với tất cả đồng hương tại đây. Sự tham dự đông đảo có mặt của tất cả quý vị là thể hiện cái lập trường chống lại cái hành động xâm lấn và xâm lược của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng. Một lần nữa cảm tạ tất cả quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục cất lên tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và tự do. Thưa xin mời ông Mai Cường Võ là phó thị trưởng của thành phố Phan Văn có đây là xin mời thư trưởng Mai Cường Võ. Trong vài phút trước đây, chúng tôi đã được nhật báo Register phỏng vấn là tại sao chúng ta có mặt tại đây. Kính thưa quý vị, sự hung hãn của Tàu Cộng trong vùng Đông Nam Á Châu không phải ảnh hưởng đến quốc gia Việt Nam mà tất cả các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Sự tranh đấu của chúng ta không phải chỉ riêng cho đất nước Việt Nam mà cho tất cả nhân loại, cho quốc gia Hoa Kỳ, để họ hiểu rằng quyền lợi của chúng ta, tất cả mọi người đang bị sự xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của Tàu Cộng làm ảnh hưởng đến sự thịnh vượng chung cho vùng Đông Nam Á Châu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người hiện diện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn phó chủ tịch. Chúng tôi xin mời và chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón Hòa Thượng Thích Chân Thành. Tôi có mặt ngày hôm nay, xin Hòa Thượng có đôi lời để mà cầu nguyện cho cái buổi lễ phát pháp này. Xin mời Hòa Thượng. Anh Di Đà Phật, hôm nay tôi rất là hoan hỷ đến đây để được gặp đồng bào mình rất là đông đảo trong cái buổi lễ hôm nay. Xuất phát Việt Nam còn hay mất đất nằm trong tay quý vị đó. Quý vị hãy cố gắng lên. Có lẽ bữa nay thì tôi bị đau con mắt, thành tỉnh tôi lên, nhưng mà tối nay thì tôi có mặt ở trên đó. Giờ Phật, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời chú Phan Khánh Như đại diện cho Liên Hội và đã người đã lo vấn đề mà trưởng xa cũng như trưởng Mai Linh. Một lần nữa chúng tôi xin tất cả các trưởng xa chưa có lần lễ di chuyển, xin chân trọng việc xin được qua cho ông Phan Khánh. Xin mời anh Phan Khánh Như. Cũng như là trưởng Phan Khánh Như và chủ tịch chủ tịch của chú Sĩ cũng như là chú Phan Khánh Như có đưa lời cùng với lại chú Đồng Hương hôm nay. Kính thưa quý đồng hương, quý chiến hữu, ngày hôm nay là chúng ta bày tỏ cho Trung Cộng và
Tổng thống Obama biết rằng chúng ta không bằng lòng những hành động của họ và yêu cầu Trung Cộng stop hay là harass and bully Việt Nam. Và trong cái tinh thần đó, khi quý vị biểu tình thì cũng nên giữ trật tự để chúng ta còn biểu tình, chứ không thôi nếu mà mình làm những cái chuyện mà không có đúng đó thì người ta dẹp mà mình nghỉ sớm. Ok, thành ra quý vị ráng nghe lời ban an ninh càng nhiều càng tốt. Xin chuyển lời lại cho anh. Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi sẽ tiếp đón những anh hùng của Việt Nam của từ 4.000 năm trước. Đây là một việc làm mà chúng ta không thể từ chối. Tôi chỉ có bấy nhiêu xin chuyển lại tất cả mọi người hãy cùng chúng tôi chiến đấu bảo vệ đất nước lãnh thổ của cha ông. Xin cảm ơn tất cả mọi người.